Chú thích vậy à? Dạ. Có sao nói vậy à? Dạ. Chú cháu mình mà làm ăn mà mua trâu dễ bóng là mình không quá. Dạ. Dạ. Cái cuộn nó chắc hả chú ha? À, dạ. Chắc cái thứ hai nữa là nó đẹp rơm. Dạ. Phải không dạ? Dạ. Dạ. Vậy hả chú? Dạ.